Hi, chào các bạn quay trở lại với channel của mình là Thái Hà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là một món ăn giản dị nhưng cũng rất hấp dẫn. Các bạn đã nghe đến món ếch núp lùm chưa? Hay còn gọi là ếch núp rơm ấy. Nghe cũng lạ đúng không? Vậy thì cùng mình đi làm nhé. Mọi người vào bếp cùng mình nhé. Thì để làm món này thì mình có chuẩn bị nguyên liệu ở đây. Đầu tiên mình có 3 con ếch này. Thì để các bạn sơ chế món ếch này thì chúng ta sẽ làm sạch và rửa qua với nước rửa qua với lại rượu gừng nhé. Nếu các bạn không có thì có thể rửa qua với nước muối loãng hoặc là giấm được. Phần ếch này chúng ta sẽ làm sao mà bỏ hết những cái phần máu đông ở trong bụng con ếch đi thì nó sẽ không bị tanh nữa đấy. Tiếp theo đó là sả, rau răm này, chanh, tỏi, một chút đường, một chút bột ngọt, tiêu và nước mắm nhé. Cùng mình bắt tay vào làm nhé. Phần ếch này thì mình sẽ chặt miếng rồi nhé. Một con ếch chúng ta có thể chặt làm 4 là được. Phần ếch chặt ra thì chúng ta sẽ ướp vào đây cho mình một chút bột ngọt nhé. Một chút tiêu. Và nửa thìa nước mắm nhé. Đó, mình sẽ trộn phần ếch này lên. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần sả chiên để mình giả rơm ấy. Thì cây sả như này thì chúng ta sẽ bỏ vợi cái phần sả non đi nhé. Và ở đây mình có dùng một chiếc chày và chúng ta đập dập cây sả này. Phần sả mà mình đập dập như này mình sẽ tước nó ra. Đó. Tước lên như này nha mọi người nhá. Tước sợi bé bé như này này. Đây, để khi mà lát nữa mình ướp và mình ướp thêm phần bột ấy, mình chiên nó sẽ giòn hơn. Cái phần sả mà mình đã tước rồi đấy thì mình sẽ ướp vào đây một chút bột ngọt nhé. Một chút thôi. Với lại một chút nước mắm. Rồi. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Tiếp đến thì mình sẽ dùng bột chiên nhé. Mọi người dùng cho mình cái bột chiên giòn mà cái loại là tẩm khô ấy, bột khô ấy. Mình sẽ ướp vào đây. Mình ướp một chút vậy thôi để làm cho cái áo, cho cái phần sả khi mà chiên thì nó sẽ giòn hơn. Mọi người cố gắng rũ tơi phần sả nhé. Đó, nó thấm với bột thì nó sẽ khô khô như này và chúng ta sẽ đem đi chiên. Được. Khi mà dầu sôi thì mình sẽ cho phần sả vào chiên. Phần sả thì mọi người sẽ chiên cho mình vàng đều như này là được. Mình sẽ cho nó vàng thêm một xíu nữa.
nó giòn lên mọi người. Phần ếch vừa rồi mình đã ướp thì mình sẽ để chiên thì mình sẽ cho thêm một chút bột nhé. Mọi người cho ít thôi để giữ cái hương vị của ếch đấy. Mình sẽ chiên luôn phần ếch vào cái chảo dầu vừa nãy mình chiên xả nhé. Phần ếch của mình chiên như này rồi nhé, mình sẽ đắp ra. Thơm lắm mọi người ạ. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần sốt cái phần áo cho ếch chiên. Thì mình có sử dụng một thìa đường này. Mình sẽ cho thêm vào đây một ít nước mắm. Mọi người cho một ít thôi nhé. Tại vì phần ếch vừa rồi mình cũng ướp rồi đấy. Một chút tiêu này. Đó. Một chút bột ngọt. Và mọi người cho thêm cho mình thêm một ít chanh vào. Mọi người sẽ đánh cái hỗn hợp này lên cho tan ra, cho tan đường với lại bột ngọt ra. Dầu nóng thì mình sẽ cho phi phần hành với lại tỏi lên nhé, một chút ớt nữa phi thơm lên. Khi phần tỏi ớt này thơm thì chúng ta sẽ cho cái sốt vào rồi mà mình đánh tan vào đấy. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần ếch vào. Ếch cho vào này mình chỉ cần đảo qua thôi nhé, đảo qua cho thấm cái phần sốt thôi, chứ nếu không thì sẽ phần ếch đun lâu sẽ hết giòn đấy. Phần ếch của mình đã ngấm rồi đấy, mình sẽ cho một chút rau răm vào đây nhé. Mình đảo qua và tắt bếp là được. Sẽ cho ra đĩa. Mình sẽ cho phần ếch này ra đĩa. Mình sẽ đặt lên dưới ở phần dưới này một chút rơm xả chiên đấy. Và sau đó thì mình sẽ đặt phần ếch lên. Khi để được ếch như này thì mình sẽ đặt thêm một chút sả chiên lên trên nhé.
Sán này giòn lắm. Thêm một vài lát ớt nữa. Một ngọt rau răm. Và món ăn của mình đã hoàn thành nhé. Và đây là thành quả của mình. Món egg núp rượu đấy. Thì mời mọi người nhé. Tiên thì mình với Hiếu làm bia cơ nhỉ. Hôm nay lại ngồi với Hiếu với Tuấn. Đây Tuấn ăn đi. Vâng. Ăn miếng. Vâng. Đây mày ăn thử xem ngon không. Là miếng đùi. Đấy là ăn miếng đùi. Mình sẽ thử phần xả trước nhé. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon lắm. Được không? Được. Đấy, tấm ăn đi. Tấm miếng ếch giòn lắm mọi người ạ. Cái phần ếch bên trong ấy, nhưng mà mình để phần da sẽ giòn mà cái phần thịt bên trong nó vẫn còn, nó không bị khô ấy, sẽ ngon hơn. Cộng thêm với nước sốt mình làm bọc bên ngoài rất là vừa. Mình sẽ ăn phần đuôi ếch này nhé. Sẽ thêm một chút tương, mình thích ăn cay. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm người ạ. Quá thơm. Món này nhìn đúng chuẩn nhậu rồi. Món này các bạn làm món cho gia đình hay là món cho anh em nhậu cũng rất là hợp lý đấy. Người nhá. Vâng ạ. Đã cực. Lâu lắm không uống bia rồi. Ở đây có món này nữa liền. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Thì mình cũng rất vui khi được chia sẻ cho mọi người một món ăn, đó chính là món egg núp lùm này. Nếu rảnh rỗi mọi người có thể làm ở nhà nhé. Nếu thấy hay thì mọi người đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video sau. Bye bye. Bye bye.